Ồ, bên này xin trân trọng kính chào quý vị khán giả gần xa. Thưa bà con và các bạn, dạo này thì bên này mất khả năng bình luận rồi. Suốt ngày lang thang trên mạng thì lựa chọn đọc tin. Tuy nhiên là đưa những cái tin đến với bà con và các bạn thì phải lựa chọn nhưng một cái số tin thế nào nó cũng phải vui vui một tí. Tất nhiên là nhiều bạn biết rồi nhưng mà cũng thôi thì cũng nghe lại một chút để chúng ta tạo cho nhau những cái không khí nó vui tươi một tí, nó thư giãn một tí xung quanh cái cuộc chiến mà chiến tranh thì đau thương mất mát, nó đau khổ lắm. Thấy không? Và đã nói là trong cái cuộc chiến ấy, thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được. Đấy. Ví dụ như là xui con chửi bố, xui con giết cha. Vân vân và vân vân. Những cái câu chuyện này thì nó xảy ra trong đời thường nhưng mà trong cái cuộc chiến tranh, đặc biệt là trong quan hệ ngoại giao giữa các nước lớn ấy, nó cũng xảy ra những cái câu chuyện tương tự như thế, na ná như thế, tựa tựa như thế. Đó. Thế, cụ thể là vào ngày 8 tháng 6, tức là ngày hôm nay năm 2022, thì đại sứ Nga tại Hoa Kỳ nhận được một lá thư đề nghị lên án hành động Tổng thống Putin. Đấy. Thế theo hãng tin Sputnik của nước Nga thì đại sứ Liên bang Nga tại Hoa Kỳ là ông Anatol Antonov đã cho biết ông nhận được một lá thư đề nghị lên án hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lưu ý rằng ông đang yêu cầu giải thích về việc này. Ông này ông ấy đang điên tiết là ông ấy là yêu cầu người Mỹ phải giải thích về câu chuyện này. Và ông ấy có trích một số lời nói là cái gì nhỉ? Trong địa chỉ của tôi mới nhận đây đã nhận được một bức thư kêu gọi tôi từ bỏ Tổ quốc để có thể lên án các hành động của Tổng thống Nga. Nếu tôi làm điều đó thì đề nghị liên lạc với văn phòng thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ Wendy Sherman. Đấy, đại sứ nói trên sóng kênh truyền hình 1. Đấy là ông ấy ra là đã phản ứng dữ dội ngay trên truyền thông của nước Mỹ. Như vậy là gì? Người Mỹ bây giờ là không còn thiếu một cái trò gì bẩn thỉu gì không làm ấy. Đề nghị một vị đại sứ, người đứng đầu của cơ quan ngoại giao của Liên bang Nga tại nước mình là từ bỏ đất nước và lên án ông Putin. Và nếu ông đồng ý thì ông ấy gặp gặp ngay Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ để mà làm việc. Đấy, rất là hay. Và cũng theo như ông Antonov này, ông ấy thông báo là phái đoàn ngoại giao Nga đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích và bằng văn bản. Đề nghị này có nghĩa là gì? Là yêu cầu trả lời một cách ngắn gọn, cái đề nghị này đối với các nhà ngoại giao có nghĩa là gì? Đấy. Và bên cạnh đó là ông cũng cung cấp thêm rất là nhiều thông tin. Bên cạnh đại sứ quán Nga ở Washington, người ta còn phát những tấm card, những card visit ấy. Trên đó có thông tin liên lạc được người của cho là của CIA này, của FBI này, đề nghị liên lạc với các nhân viên đặc vụ. Ngoài ra, trên các phương tiện truyền thông của Mỹ xuất hiện những bài báo kêu gọi quân nhân của Nga và các nhà ngoại giao Nga phản bội Tổ quốc. Đấy. Sau những cái thông tin này thì ông lại tiếp tục nhấn mạnh trên truyền hình là tôi nhấn mạnh sự khó chịu đến mức cao độ về chính sách như vậy và thái độ như vậy đối với các nhà ngoại giao Nga. Đấy, đề nghị người Mỹ giải thích. Đấy. Đấy là một tin của xảy ra đối với nhà ngoại giao của người Nga. Thế còn một vị tướng 4 sao của Mỹ về hưu tên là James Mattis Mattis ấy. Đấy. Thì nói rằng người Mỹ chúng ta giống như những kẻ đạo đức giả thấp hèn. Ông ấy chỉ trích chính phủ của Biden này, và ông Biden như thế. Chúng ta thường nói rằng đấy, vị tướng 4 sao của Mỹ đó nhá. Chúng ta thường nói rằng Vladimir Putin cần phải bị xét xử vì tội ác chiến tranh. Là tội phạm chiến tranh là một thứ tội phạm rất nghiêm trọng. Đã có một cuộc điều tra độc lập nào
để đưa ra những tuyên bố như vậy chưa? Tôi có một câu hỏi công bằng là những lời lẽ như vậy sẽ giúp chúng ta đạt được hòa bình ở Ukraine như thế nào? Đấy. Chúng ta chỉ làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách đưa ra những tuyên bố như vậy. Hơn nữa, chúng ta trông giống những kẻ đạo đức giả thấp hèn khi đưa ra những tuyên bố như vậy. Tôi còn nhớ vụ thảm sát ở Sơn Mỹ, Việt Nam năm 1969, khi lính Mỹ giết chết 504 dân thường, trong đó có 210 trẻ em và nhiều phụ nữ bị hãm hiếp. Đây là một thực tế đã được chứng minh, nhưng Tổng thống Richard Nixon có bị kết án là tội phạm chiến tranh hay không? Đấy. Trong khi đó là người Mỹ thì bây giờ đã trở thành những kẻ đạo đức giả thấp hèn khi liên tục lên án người khác. Đấy. Thế còn một thông tin cũng hết sức thú vị nữa. Đây là Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ lần thứ hai gay gắt chỉ trích các nước phương Tây, chỉ trích EU như bằng cái lời lẽ cũ như hôm qua. Tức là như thế này: tôi bắt buộc phải nhắc nhở người châu Âu rằng vấn đề của họ không phải là vấn đề của toàn thế giới. Rất buồn là tôi phải nói lại những lời mà tôi đã nói từ hôm trước. Đấy. Vậy thì ông ấy nói rằng là gì? Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ là bị buộc tội mua dầu của Nga. Thì ông này lập tức trả lời ngay như vậy. Và ông lại nói tiếp. Mà ông này giỏi, hôm trước ông nói cái gì, hôm sau ông nói y như thế thật. Chúng tôi không cử ai đến khai thác dầu của Nga. Chúng tôi đơn giản là đang tìm kiếm thỏa thuận tốt nhất trên thị trường. Tôi sẽ không trộn nó với chính trị, tôi sẽ không trộn dầu mỏ với chính trị. Đã đến lúc châu Âu nên bỏ cái thái độ, vấn đề của tôi là vấn đề của toàn thế giới, và vấn đề của toàn thế giới không phải là vấn đề của tôi. Nếu bạn gặp khó khăn thì bạn đang gặp khó khăn, và nếu tôi gặp khó khăn thì chúng ta cùng gặp khó khăn. Đó là cái phản ứng gay gắt của ông Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Tức là có nghĩa hiểu lời nói của ông nào? Vấn đề của tôi là vấn đề của, đối với châu Âu ấy, vấn đề của châu Âu thì là vấn đề của toàn thế giới. Châu Âu khó khăn thì là cả thế giới phải chịu sự khó khăn, chịu chung sự khó khăn. Thế còn phần còn lại của thế giới ngoài châu Âu ấy mà gặp khó khăn thì đấy là việc riêng của họ. Rất tiếc là tôi phải nhắc lại, đã đến lúc người châu Âu nên bỏ cái thái độ đó đi. Đấy, ông Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ là ông ấy là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp là ông ấy dùng lại một, chỉ có một vài câu nói y như nhau giữa hôm trước và hôm sau để ông chỉ trích lại châu Âu. Thế còn quay trở lại chiến trường Ukraine thì bây giờ thì không có cái gì là, không còn có cái từ gì nói được thêm, đó là sự thua trận. Chắc chắn đây là ngày càng bại trận, và bây giờ thì chính thức từ tổng thống đến các quan chức là phải thừa nhận lép vế trước người Nga, không thể tiến công được người Nga. Tuy nhiên vẫn kêu gào đòi lại lãnh thổ và liên tục chỉ trích phương Tây là không cung ứng, không viện trợ kịp thời. Thế còn ông cố vấn của Tổng thống Zelensky, tức là ông Aren Sotovic, là ông ấy đã lên truyền hình là đánh giá hiện trạng của Ukraine như sau: hết thời nêu khẩu hiệu lạc quan rồi, chúng ta có lẽ đợi phản công của chúng ta còn lâu. Cũng vậy với chờ tình hình ổn định ngoài mặt trận. Trong quân đội có sự chia rẽ giữa hai phe. Một bên là các chiến sĩ quyết chiến đến cùng, bên khác là sụp đổ tinh thần. À, thế thì cư dân mạng là bình luận rằng thì là lần này thì phải công nhận là trong chính quyền của Tổng thống trong chính quyền của Kiev, lần đầu tiên có một chính khách nhận định về tình hình cuộc chiến
gần sát với thực tiễn. Nhưng đấy, từ đó người ta cũng có thể là hiểu được rằng sự thực thì còn bi thảm hơn rất nhiều. Như vậy thì cái này thì căn cứ trên những kết quả chiến trường và căn cứ trên các mạng truyền thông người ta đưa tin ấy, thì liên tiếp quân đội của UK là nào là rút lui chiến thuật, rút lui chiến lược ra khỏi nào là Severodonetsk này, ra khỏi Liman, ra khỏi Severokhov này. Quân Nga thì ép thật mạnh, bao vây thật mạnh xung quanh Kharkov. Đấy. Thì bên cạnh đấy nữa thì cũng có rất là nhiều biểu hiện cho người, để cho người ta thấy là gì ạ? Quân đội đã bất bình với tổng thống. Và trong cái nó này lại rực lên một cái vụ, không biết là ở đâu lại đưa ra một cái tin là gì, tổng thống Mỹ đã liệt tổng tham mưu trưởng của quân đội Ukraine vào danh sách 100 người quyền lực nhất thế giới, và phao lên một cái tin rằng ở Kiev có thể diễn ra một cuộc đảo chính. À, cái chiêu này thì chúng ta thấy rằng là cái chiêu này mà liên quan đến người Mỹ thì người ta thấy hơi quen quen, nhưng mà nó chưa xảy ra thì viên ải cũng không dám bình luận gì, hy vọng nó không xảy ra. Và đến cái mức độ bi thảm nữa là gì ạ? Đích thân ngài Zelensky mấy ngày hôm nay tại những cái cuộc họp đều than vãn rằng thì là thế giới cũng đã quá mệt mỏi với Ukraine. Đấy. Mà cũng thấy mệt mỏi thật. Nào là không phải là riêng nào là ở Italia thì người ta trong thủ đô Roma ấy, người ta tràn xuống đường đi là người ta biểu tình ủng hộ ông Putin. Một danh sách dài các nước ở châu Phi thông qua thủ tướng là tổng thống Senegal ấy là chính thức là nhờ ông đến nhờ ông Putin giải cứu, tức là cho cái nạn đói ở châu Phi, chứ người ta lại không hề. Thế trong khi đó các nước ở châu Âu thì kêu gào là vì nhân đạo, hãy cứu lấy dân châu Phi. Nhưng họ đâu có cứu. Họ đổ trách nhiệm cho ông Putin. Thế bây giờ thì cái gì xảy ra trên đời này là cũng đổ tội cho người Nga. Thế bây giờ là ở châu Phi, chứ không phải là bây giờ mới đến đâu. Cái danh sách dài này đã đến Nga lâu lắm rồi. Đấy. Còn ở đất nước Israel, ở đất nước Israel thì người ta có thể viện trợ cho Ukraine những thứ như là viện trợ nhân đạo, vật dụng y tế, bảo hiểm, vân vân và vân vân. Chứ còn nếu mà theo yêu cầu của chính phủ Ukraine thì vũ khí hạng nặng thì không bao giờ. Nên nhớ rằng khi thành lập cái đất nước Israel ấy, thì vai trò của người Nga rất lớn. Đấy. Và hàng triệu người Do Thái đã từ nước Liên Xô, từ nước Nga trở về và trở thành cái chủ nhân của đất nước Israel bây giờ. Không riêng gì từ Mỹ, người ta đi gom khắp thế giới đâu. Đấy. Cho nên là cái mối liên hệ giữa nhà nước Do Thái bây giờ với nhà nước Nga ấy, nó rất là sâu sắc. Đấy. Đừng có ảo tưởng. Và trên những đường phố của thủ đô Israel bây giờ ấy, thay vì người ta cắm cờ của Ukraine để biểu lộ tình đoàn kết, người dân họ bất chấp cảnh sát, trèo lên từng cột điện, trèo lên từng dãy phố, trèo lên cao, họ nhổ cờ Ukraine đi, cắm vào cờ Israel, thậm chí có nơi người ta cắm hàng dãy lá cờ Nga. Đấy. Không biết tại sao lại có cái hiện tượng như thế. Thì cái này thì viên ải không chỉ biết đưa tin cho các bác thôi, không bình luận. Và xin một số cái video người dân vùng Kherson. Người dân vùng Kherson ra chào đón quân xâm lược bằng cách vẫy cờ hoa và ôm hôn lính Nga. Đấy. Các ông cụ, các bà cụ, những người mẹ ra là cầm tay cầm chân là mời quà mời nước. Nó y như là cái cảnh là xịt bộ đội về làng ở Việt Nam. Chả biết là cái quân xâm lược gì mà nó ghê gớm như thế. Thế này thì ai cũng thích đi làm quân xâm lược. Thế còn một tin nữa. Như là một tin nữa nó lại liên quan đến cái đời sống. Đời sống là
báo người Nga, người ta đưa ảnh ra đi gì, nhờ được giải phóng sớm, 95% đất đai ở Khe Sơn do Nga kiểm soát vẫn được gieo trồng bình thường. Vụ mùa rau cỏ đầu tiên ở Khe Sơn đã thu hoạch với sản lượng cao và sản phẩm này bán rất chạy ở Krum. Người ta đưa ra ví dụ như là dưa chuột ở Khe Sơn chỉ có giá 25 rúp 1 kg, so với dưa chuột ở Moscow có giá trung bình là đến 100 đến 150 rúp 1 kg. Đó. À, thì và đồng thời giới chức địa phương người ta cũng dự tính ở Khe Sơn sau vụ này còn có thể gieo tiếp vụ hè thu, giúp khu vực ổn định được nền kinh tế, không phải sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo từ Nga. Trong khi Nga vừa trồng vừa thu hoạch lúa mì và ngũ cốc tại các vùng giải phóng để đảm bảo an ninh lương thực cho người dân, thì một nghịch cảnh đã xảy ra. Phía U cả đang bị cuốn vào cuộc chiến đánh nhau tơi bời, chẳng ai người ta để ý đến gieo trồng ngũ cốc nữa, mà bây hiện tại là lại đang cố rút ruột tối đa từ kho dự trữ khoảng 22 triệu tấn lương thực an ninh quốc gia để bán cho EU và Mỹ để kiếm tiền đút túi. Đó là những lời bình luận của cư dân mạng. Thưa bà con và các bạn, ngày mai thì Biên Hải sẽ đưa ra một cái bình luận nữa rất là hài hước từ phía người Mỹ. Người ta đã bắt đầu tự nhiên người ta lại nhớ đến một ông tổng thống bị ám sát có liên quan đến người Việt Nam đấy, là ông tổng thống Kennedy ấy, bảo nếu như xuất hiện một con người như này khả dĩ có thể cứu được nước Mỹ lúc này. Thế là cụ thể ra làm sao thì Biên Hải sẽ bình luận vào bài nói ngày mai. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào quý vị. Trân trọng kính chào.